Dạ anh em. Hôm nay trên tay mình đây là kit ATEM 89 S52 V2 New. Thì đây là phiên bản nâng cấp của kit ATEM 89 S52 với các tính năng nâng cấp về giao diện và thân thiện hơn với người dùng. Kit sử dụng chip AT89 S52 24BU đi 40. Hỗ trợ kit này có thể hỗ trợ được các cái dòng khác như AT89C, AT89S, STC89. Kit sử dụng nguồn DC 5V, qua jack DC 5.5 hoặc cổng mini USB. Kit có các khối giao tiếp để các bạn học tập, ví dụ như là quạt chip và khối delay. Phía trên này là tích hợp cổng nạp USB ASP. Thế đấy là giao tiếp với giao tiếp hồng ngoại IR1838T, giao tiếp đo nhiệt độ DS18B20 và các giao tiếp với LED 7 thanh, LED đơn, các chân IO ngoại vi, giao tiếp UART qua QAM RS232, các giao tiếp với LCD 1602, 12864 và LCD 5110. Và bên cạnh đó thì kit còn hỗ trợ các bạn các cái key đơn để các bạn thao tác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.